Vâng, chúng tôi xin mời đây, hai người nữa. Rồi chị giới thiệu cho mời biết chị tên gì và ở đâu và làm gì. Dạ, con là Anna Liana Trang, con ở Mỹ, Seattle, Washington. Con về đây được 2 tuần. Ở Washington, ở bên Mỹ, làm sao mà chị biết giáo điểm tin mừng? Làm sao chị biết được giáo điểm tin mừng mà hôm nay chị về đây và ở đây 2 tuần? 2 tuần này chị ở đâu? Về Việt Nam 2 tuần chị đã ở đâu? Dạ, con ở về nhà Chúa phục vụ anh em. Con ở đây 2 tuần. Vâng, làm sao mà chị biết giáo điểm tin mừng mà từ Mỹ chị về đây thay vì đi Tây, đi tàu hay là đi chơi chỗ khác mà chị chọn đến ở giáo điểm này đúng 2 tuần lễ? Một người từ bên Mỹ về đây mà lại lựa chọn ở đây 2 tuần lễ như vậy, và 2 tuần lễ chị ở đây thì chị thấy thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ, không khí ở đây rất là ấm cúng và lúc nào cũng vui vẻ. Và con biết lòng giáo điểm tin mừng qua YouTube. Con khấn với Chúa là con về tạ ơn Chúa. Và con dẫn con gái con về hôm nay để tạ ơn Chúa sau 4 năm đại học đã thành công. Hallelujah. Còn với bản thân chị, gia đình chị đã được ơn lòng Chúa thương xót như thế nào? Bản thân con thì Chúa rất là thương. Chúa giúp Chúa chữa lành bệnh đôi chân của con và tinh sông máu. Cộng thêm cái tính mà hay nóng giận của con, Chúa đã chữa lành. Con cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa nhiều lắm. Và con cảm ơn cha và cộng đoàn trong lời cầu nguyện toàn thế giới, trong đó có gia đình con. Còn với bản thân con giới thiệu cho người biết con tên là gì và bao nhiêu tuổi làm gì? Dạ, con tên là Teresa Katerina Trương Mỹ Phụng, năm nay con 22 tuổi. Con sinh ở đâu? Con sinh ở Mỹ. Con sinh ở Mỹ, sao con nói được tiếng Việt? Dạ, chúa bà. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi sao con biết được lòng Chúa thương xót ở bên Mỹ sinh thưa chị em, một đứa bé mà nó sinh ở bên Mỹ, thứ nhất là tiếng Việt rất là khó, mà thứ hai nữa là để biết được lòng Chúa thương xót. Làm sao mà con biết được lòng Chúa thương xót mà con chấp nhận con theo mẹ con về đây, con ở đây 2 tuần với mẹ? Dạ, ngày nào mẹ con cũng mở YouTube lên nghe cha nói, cha giảng, với lại coi chứng nhân, con cũng ngồi đó con nghe. Từ từ mưa dầm thấm lâu con hồi cũng tin luôn ạ. Yeah. Biết mưa dầm thấm lâu. Rồi khi mà tại sao con, những người trẻ như con mà về Việt Nam ít có em nào mà nó chịu ở đây tới 2 tuần, thế nào nó cũng phải đi chỗ này chỗ kia chơi, làm sao con chấp nhận con ở đây với mẹ con 2 tuần và ở đây 2 tuần thì con thấy như thế nào, con chia sẻ cho các bạn biết. Có nhiều bạn ở bên Mỹ có thể cũng muốn về Việt Nam nhưng mà không biết là ở giáo điểm tin mừng nó như thế nào, con chia sẻ để cho bạn bên Mỹ có thể một ngày nào đó về để đến đây thăm giáo điểm tin mừng. Dạ, con ở đây con cảm thấy rất là an lòng, an tâm. Còn gì nữa cha, con quên cha hỏi gì con. Là tại sao mà con không có lựa chọn đi chỗ khác mà con lại chấp nhận ở với mẹ suốt 2 tuần thay vì đi chơi như chỗ khác như là các bạn trẻ khác? Dạ, tại vì là con có nhiều lời con muốn cầu với Chúa, tại vì đường con còn rất là xa, con còn đi học nữa, mà con cũng còn, khi con đi học con cũng có đi làm, con cảm thấy là con phục vụ trong nhà thờ con cũng rất là vui, con thấy người ta vui con cũng thấy vui, nên con rất là vui lòng ở đây. Rồi con đã học cái gì và tương lai của con sẽ làm cái gì, con có những mơ ước nào nói cho mọi người nghe? Dạ, con học được ra cái bằng biochemistry, là có nghĩa là khóa học với lại biology, cha nói sao chị? Vật lý hóa học. Vật lý hóa học, con chờ. Và con sau khi con về Mỹ là con sẽ thi để đi vô trường y, con sẽ đi làm ở trong cái trường, trong cái một cái chỗ gọi là cái laboratory, là có nghĩa là phòng thí nghiệm, dạ, làm phòng trong phòng thí nghiệm 2 năm. 2 năm sau con sẽ nộp đơn để vô học bác sĩ với lại là bác học, hai cái bằng chung một lượt. Con hy vọng con có hai cái bằng này con có thể giúp được nhiều người hơn, là chia sẻ khi mà con làm được nhiều mấy chuyện này thì con rất là muốn giống như là chia sẻ. Nói sao đây cha? Tại sao mà con lựa chọn cái đó? Tại sao mà con lựa chọn cái đó? Vì đa số người ta, nghĩa là ở bên Mỹ làm hai cái nghề có nhiều tiền nhất, là không, cho nói với có đúng hay không,
là luật sư và bác sĩ là hai nghề nhiều tiền nhất, giàu nhất, mà tại sao con lựa chọn cái ngành làm bác học, làm nhà nghiên cứu, như vậy thì có tiền hay không, và như vậy con có muốn lấy tiền đó để làm cái gì? Dạ, làm hai cái job này rất là nhiều tiền, mà con hy vọng là con có thể dùng cái tiền này để giúp lại cho giống như người nghèo trong mấy đứa em ở trong cô nhi viện, trong mấy cái trại cùi hay là trong bệnh viện, người ta không có tiền, người ta trả tiền thuốc, con cũng muốn giúp đỡ. Hallelujah. Con có thường đọc tin lòng Chúa Thiên Sứ ở bên Mỹ không? Dạ có, ngày nào cũng đọc. Đọc bằng tiếng gì? Dạ đọc tiếng Mỹ. Rồi nó đọc cho mọi người nghe. For the chẳng biết xíu. Tự nhiên hỏi cái con quên nè. For the sake of, chạy xíu. Không quên nữa rồi. Chẳng biết xíu nha. Thưa chị em, con có thể đọc bằng tiếng Mỹ, bằng tiếng là tiếng Việt, tiếng Mỹ. Tại vì có nhiều bạn trẻ cũng muốn là cha có cách nào dịch những bài giảng ra bằng tiếng Mỹ không, bằng tiếng Anh không, để cho những người khác họ biết. Nhưng mà rất tiếc thì tôi không có thể làm được công việc đó. Ước mong là có nhiều cha tiếp tay và làm công việc đó để những người bạn trẻ Việt Nam ở bên nước ngoài họ có thể hiểu được lòng thương xót Chúa qua những bài giảng, qua những lời kinh. Thì cha muốn mời con là đọc kinh bằng tiếng Anh, tiếng Mỹ đó, kinh Divine Mercy. Con nhớ rồi, cảm ơn thầy, cảm ơn chờ con. The sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Là cái đó là vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Đọc chậm lại. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Rồi ngoài tiếng Việt, tiếng Mỹ thì con có thể nói bằng tiếng Tàu không? Tiếng Tàu thì con bình thường con đọc tiếng Mỹ thôi, tiếng Tây Ban Nha có học. Rồi con đọc tiếng Tây Ban Nha và tiếng Kinh Lạy Cha bằng tiếng Tây Ban Nha cho mọi người nghe, bằng tiếng Tây Ban Nha Kinh Lạy Cha. Padre nuestro que estás, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reina, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Amén. Rồi ngày mà bao giờ thì con về lại bên Mỹ? Dạ ngày mai con đi rồi. Vâng, ngày mai em đi, điền nhớ tên em gọi về. Đây, ngày mai con đi để cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót, con đem về bên đất Mỹ nha. Đây là tất cả những món quà của lòng Chúa thương xót. Đây là cái máy 365 bài giảng. Đây là tấm tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là cha gửi cho ba của con móc khóa lòng Chúa thương xót và tràn chuỗi lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho mẹ con của con đi về bình an, tiếp tục loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người. Thưa anh chị em, chúng ta vừa trải qua những cung bậc